Xin chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu hoa sứ 5 cánh xinh xắn như thế này ha. Thì hoa sứ cũng có rất nhiều màu, các bạn cũng có thể thay đổi màu tùy thích nè. Để làm được mẫu này thì mình cần có len, ở đây mình dùng len miêu cốt tông, kim 2,5 và kéo. Ngoài ra các bạn còn cần thêm cho mình một cái loại cước mỏng như thế này. Cước của mình nó sẽ tầm 0,5 mm ha, để mình có thể nẹp cho phần cánh và phần lá. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì cần cắt cho mình một đoạn cước. Thì cước này khi các bạn gập đôi lại, nó sẽ có được một cái chiều dài bằng với cái chiều cao của cái cành hoa mà các bạn cần móc ha. Các bạn sẽ làm cho mình 5 cái đoạn cước như thế này. Mình sẽ tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Có được một nút rồi, móc lên 8 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Được 8 mũi rồi nè, các bạn sẽ đưa cho mình cái đoạn cước mà mình vừa có được á. Các bạn sẽ đưa cho mình một đầu vào chính giữa kim với sợi len dài nè. Sau đó mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào chân thứ 8, móc một mũi móc đơn. Khi móc các bạn nhớ giấu cho mình luôn cái đoạn cước vào trong mũi móc nha. Và mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ 3 nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5 vào chân thứ 5. Móc đơn thứ 6. Mũi móc đơn thứ 7 vào chân thứ 7. Mũi móc đơn thứ 8 vào chân thứ 8, cũng là chân cuối cùng. Sau đó các bạn sẽ gập đôi cho mình cái sợi cước lại nè, làm sao cho cái điểm tâm nó nằm ở chính giữa như thế này. Ở cái chân móc thứ 8 là chân cuối cùng á, khi đã móc một mũi rồi các bạn tiếp tục móc cho mình thêm 5 mũi nữa. Mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi ở chân móc này ha. Ta có mũi thứ 3 nè. Mũi thứ 4. Mũi móc đơn thứ 5. Và mũi móc đơn thứ 6. Có được 6 mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng này rồi thì lúc này mình sẽ di chuyển kim đến các cái chân móc đối diện lại. Mình có 7 chân móc thì các bạn móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi móc thì nhớ giấu sợi len thừa và giấu luôn cả cái đoạn cước còn lại vào ha. Móc cho đến cuối hàng. Khi đã móc được đến cuối hàng thì ta được một cái lồng vàng ở trong của cánh như thế này. Các bạn tiếp tục đưa cho mình cái hai cái đoạn cước vào chính giữa kim với sợi len nè. Sau đó mình đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên. Khi đâm kim vào chân đầu tiên này rồi, các bạn thay màu cho mình. Đưa cái đoạn len trắng chừa một đoạn len vừa đủ dài, đưa ra phía sau, sau đó kéo cái sợi len này qua hai chân trên kim luôn nè. Ta kết thúc được vòng đầu tiên thì vòng thứ hai lên một xích. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc cái mũi dời kết thúc đó đó. Các bạn sẽ móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn trước. Khi móc nhớ giấu sợi len màu trắng nha. Tiếp tục chân kế bên móc một mũi móc đơn. Ta có được hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp. Các bạn tiếp tục móc cho mình hai mũi nữa kép vào hai chân kế bên. Các chân móc kế tiếp mỗi chân móc cho mình 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Các bạn sẽ móc tổng cộng cho mình là 12 chân ha. Chân thứ nhất nè, 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Chân thứ hai, 2 mũi kép đơn ha. Chân thứ ba nè, 2 mũi kép đơn. Làm tương tự cho mình cho đến hết 12 chân mà mình vừa nói ha.
Chân thứ 11 nè. Khi móc đến những cái chân móc cuối cùng á, các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len dài màu vàng. Mình sẽ móc dấu luôn vào trong mũi móc. Chân thứ 11 móc 2 kép đơn nè. Và chân thứ 12 cũng móc 2 mũi kép đơn. Lúc này mình sẽ còn lại là 4 chân móc cuối cùng. Thì 4 chân đó các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi tương tự như 4 cái chân đầu tiên á. Tức là mình sẽ có 2 chân liên tiếp là mũi nửa kép và 2 chân là mũi móc đơn. Thì 2 chân kế cuối móc cho mình 2 mũi nửa kép vào 2 chân móc. Nửa kép đầu tiên nè. Nửa kép thứ hai. Còn 2 chân cuối cùng mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Để kết thúc được phần cánh này, đẩy cho mình cái đoạn cước vào giữa len với lại kim. Sau đó di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là ta sẽ có được cánh đầu tiên. Khi mình móc các cái mũi móc á, mà có dấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc thì khi mà mình cắt len thì không phải giấu len nhiều ha. Quay ra phía sau và cứ cắt những cái đoạn len thừa mà mình vừa giấu nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho 4 cánh còn lại. Mình sẽ có tổng cộng là 5 cánh như thế này. Sau đó tiếp tục mình sẽ móc cái phần lá ha. Thì phần lá ở đây mình đã móc một lá rồi nè. Các bạn tiếp tục móc cho mình thêm lá thứ hai. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn cước làm sao mà khi mình gập đôi cái đoạn cước lại, cái kích thước này nó sẽ ngắn hơn so với cái phần cánh khoảng tầm 7 cho đến 10 cm là được ha. Sau đó mình sẽ móc cái phần lá. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích gấp đôi so với cái xích đầu tiên ở phần cánh nè. Phần cánh mình móc là 8 mũi móc nên các bạn sẽ móc lên cho mình là 16 mũi móc xích ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Được 16 mũi rồi nè, tiếp tục đưa cho mình cái đoạn cước vào chính giữa kim với lại sợi len. Mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân thứ 16 đó một mũi móc đơn. Chân thứ 15 cũng móc một mũi móc đơn. Hai mũi móc đơn liên tiếp rồi ha, tiếp tục hai chân kế tiếp sẽ là hai mũi nửa kép. Mũi nửa kép vào chân thứ 3 nè, mũi nửa kép vào chân thứ 4. Còn lại là 12 chân móc thì 12 chân đó mỗi chân là một mũi kép đơn. Và khi móc thì mình cũng giấu cái đoạn cước vào trong mũi móc ha. Sau khi đã móc cho mình được đến cái chân móc cuối cùng thì ở chân móc cuối cùng này mình sẽ móc 7 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Kép đơn đầu tiên nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu. Và mũi kép đơn thứ bảy. Tiếp tục di chuyển kim đến các chân còn lại và ở bên này mình móc mũi gì thì bên đối diện mình sẽ móc các cái mũi tương tự ha. Móc được đến cuối rồi, 4 cái chân móc cuối cùng thì mình cũng móc giả mũi tương tự như 4 chân đầu tiên nè. Hai chân kế cuối móc mỗi chân là một mũi nửa kép. Và hai chân móc cuối cùng mỗi chân móc một mũi móc đơn ha. Đến cuối hàng rồi, đưa cho mình cái đoạn cước này vào giữa kim với sợi len. Sau đó di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó cho mình một mũi dời để ta kết thúc vòng. Phần lá của mình sẽ móc to lên, móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ hai của phần lá, chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc, móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc.
Chân đầu tiên hai mũi móc đơn rồi, chân thứ hai móc một mũi móc đơn. Khi hai chân đã có được cái mũi móc đơn rồi, hai chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi nửa kép. Các chân còn lại mỗi chân làm một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc cho mình đến cái cụm mà mình móc 7 mũi vào cùng chân móc nè. Thì mình sẽ móc đến cái chân móc thứ tư ha, là chân chính giữa này. Bảy mũi ta móc vào cùng một chân móc thì cái chân thứ tư nó sẽ là cái chân nằm chính giữa ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân thứ tư đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Và mũi kép đơn thứ ba. Được 3 mũi rồi móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc đó. Như vậy là chân móc này của mình nó sẽ có tổng cộng là 6 mũi kép đơn ha. Sau đó mình sẽ di chuyển kim đến các chân móc bên này và mình cứ móc tương tự như cái phần đầu tiên mà mình móc. Bốn chân cuối cùng mình cũng giảm mũi ha. Giảm cái độ cao của mũi móc á. Lưu ý cho mình là ở hai cái chân móc cuối cùng, chân đầu tiên móc một mũi móc đơn, chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn ha. Giống như là cái chân đầu tiên luôn. Sau đó kết thúc cũng đưa cho mình cái đoạn cước vào chính giữa len với lại kim nè. Móc vào cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo vào các len. Ta sẽ hoàn tất được cái phần lá như thế này, canh chỉnh cho cái mũi móc của mình nó đều lại nè. Thì một cái canh bông của mình nó sẽ gồm có 5 cánh và hai phần lá như thế này. Bây giờ mình sẽ kết chúng lại với nhau ha. Đầu tiên thì cái phần cánh nè. Các bạn sẽ gặp cho mình cái phần cánh nó chích khoảng tầm 45 độ. Đây, từ cái đuôi cánh nè ha. Sau đó tiếp tục mình đưa cái cánh thứ hai vào. Khi đưa cánh thứ hai thì cánh thứ hai nó sẽ nằm chồng lên cánh thứ nhất. Tiếp tục cánh thứ ba nằm chồng lên cánh thứ hai nè. Làm tương tự cho mình cho các cánh còn lại ha. Đến cái cánh cuối cùng thì nó sẽ chồng lên cánh thứ tư, nhưng nó sẽ nằm dưới cánh đầu tiên. Được 5 cánh như thế này rồi, các bạn sử dụng ngón tay, mình giữ cái vị trí mà mình chụm ở phía dưới. Sau đó một tay mình kéo cho các cái sợi len thừa này nè, nó guốc lại để cái cánh của mình nó sát lại với nhau. Đây, ta sẽ được cái cành bông như thế này. Đưa cho mình cái sợi len màu xanh, chừa một đoạn len vừa đủ dài, sát với cái góc này. Sau đó mình sẽ quấn. Khi quấn thì lưu ý các bạn quấn sát cho mình, làm sao đừng có hở cái đoạn cước ha. Và quấn chặt tay lại nè. Mình sẽ quấn tương tự cho các cái phần còn lại ha. Quấn khoảng tầm một nửa hoặc là 1/3 của thân cây. Khi quấn thì nhớ kéo cho mình cái sợi len thừa màu trắng để cho các cái cánh của mình nó sát lại với nhau nhé. Quấn được tầm 1/3 của cành hoa rồi nè, thì mình sẽ đưa cái phần lá. Các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt phải lên trên, sau đó mình sẽ tiếp tục quấn. Khi quấn thì cũng quấn làm sao cho nó đừng có hở cái cành ra. Một đoạn rồi thì tiếp tục đưa cái lá còn lại vào. Và cũng đưa cái mặt phải lên phía trên ha. Quấn tương tự cho mình cho đến hết. Khi quấn cho đến cuối thì chích cho mình một ít keo ở phía dưới này, sau đó mình sẽ quấn bít luôn cái đoạn keo này ha. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái cành hoa sứ xinh xắn như thế này ha. Hoa sứ thì các bạn cũng có thể trang trí cho mình thêm một hạt cườm ở bên trong cho phần nhụy của mình nó thêm xinh xắn, và mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu hoa này.